Vâng, xin mời chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một chiếc Zippo cao cấp xuất Nhật anh em nhé. Cái này thì nó có chủ đề khá là đơn giản thôi, nhưng là một trong những cái mẫu độc anh em nhé. Trên thị trường Việt Nam thì hầu như chưa có nơi nào phân phối cả, tại vì đây là mẫu xuất Nhật anh em nhé. Đấy, cái hộp nó như thế này. Sản phẩm này là một chiếc Zippo Armor anh em nhé, nhưng mà nó có màu đen bóng. Thì thường là ở trên thị trường Việt Nam bây giờ, nếu mà mẫu đen bóng thì chỉ có duy nhất một loại thôi anh em nhé. Đấy là loại vỏ tiêu chuẩn thôi, vỏ mỏng ấy. Đấy, còn cây này thì loại Amo anh em nhé. Hộp nó như thế này đây, có cái khiên và chữ A. Thì đấy là hàng ký hiệu của hàng Amo. Mình sẽ lấy cho anh em xem rất là chi tiết về sản phẩm nhé. Nhìn như thế này á, là nó phản chiếu ánh sáng bên trên cái rèm của mình có màu trắng, chứ còn không là nó sẽ đen thui như thế này này. Nó sẽ đen thui như thế này anh em nhé. Cái màu này người ta gọi là màu ebony anh em nhé, màu đen đen bóng, sẽ đen như thế. Thì cái mẫu màu này rất là độc đáo, nó chỉ xuất hiện rất là hiếm đấy anh em nhé. Thường thường là chỉ có vỏ tiêu chuẩn thôi mới có thôi, còn cái kiểu màu đen bóng như thế này là thì không có ở những cái sản phẩm khác anh em nhé. Quay lại với cái chủ đề của sản phẩm này thì nó được khắc chìm để khắc hai mặt, mặt trước như thế này anh em nhé, và mặt sau thì có chủ đề cũng khắc như thế tương tự. Ở chính giữa của cây bật lửa này thì có khắc thêm cái logo và số limit của nó anh em nhé. Đây là số limit XXX trên 9999 anh em nhé. Cái số này thì ngẫu nhiên, còn số nào thì số mình sẽ gửi cho anh em số đấy anh em nhé. Đấy, cái mẫu này thì mình cũng nhập thử có hai cây thôi. Đấy. Cái này khắc chìm xong rồi được sơn một lớp sơn màu vàng anh em nhé. Sơn này thì nó sơn như thế nào mình cũng không thể biết được cái màu sơn nó như cái chất liệu sơn nó như thế nào anh em nhé. Còn màu là màu vàng. Mình quay rất là rõ ràng và chi tiết cho anh em. Thì cái này anh em có thể mua để sưu tầm sử dụng hoặc là làm quà tặng anh em nhé. Thân và phần nắp được kín, nếu mà để sử dụng thì cái này cũng tầm khoảng một tuần lễ cầm xăng là bình thường. Ở cái chủ đề này thì nó khắc chìm khắc nổi như thế này thì anh em dùng không bao giờ có thể mòn được hình anh em nhé, không thể mòn hình. Em nhìn như thế này nhé, đèn bóng khá là đẹp mắt. Về phần bản lề của sản phẩm thì nó có 5 chấu và bản lề này cũng có màu đen luôn anh em nhé. Đây, cảnh đen thui luôn. Về mặt sau đây cũng đen thui. Đấy. Đi đến cái mộc đáy sản phẩm anh em nhé. Mộc đáy sản phẩm thì cái này là mộc đáy lồi. Đây, mộc đáy lồi sản xuất năm 22 và có cái khiên chữ A đây anh em nhé. Nó sẽ đen thui như thế này. Đây, mình bóc đem ra cho anh em xem. Và âm thanh sản phẩm đây anh em nhé. Để âm thanh sản phẩm đây anh em nhé. Cây này thì cái vỏ nó màu đen đây và chất liệu của nó là bằng đồng anh em nhé, bằng đồng xong rồi mạ lớp sơn ebony màu đen bóng à. Còn ruột sản phẩm là có màu trắng, bên trong thì nó như thế này đây anh em nhé, vỏ rất là dày dặn. Còn về cái sản phẩm này thì vỏ và ruột được sản xuất trùng năm anh em nhé, trùng năm 2022 đây này. Đấy. Còn cái chữ cái A, B, C thì thường là lệch nhau mấy tháng không quan trọng anh em nhé. Cái ruột này có màu trắng, ruột thì cũng giống như những cái ruột khác thôi anh em nhé. Cổ đã cao bằng đồng và bánh xe các xéo sâu. Đấy, châm xăng thì anh em cũng châm vào đây thôi. Cái này bằng đồng. Cái ruột này thì shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh em về cái lỗi gãy lưỡi gà anh em nhé. Anh em dùng có vấn đề gì thì alo cho shop thôi. Cái này thì hiện tại ở trên thị trường Việt Nam thì hầu như là chưa có anh em nhé, nó cũng mới ra thôi. Anh em muốn lấy cái này thì đọc đúng cái mã số sản phẩm cho mình nhé, thì mình sẽ ship cho anh em. Mã số cái này là XN51 anh em nhé. XN51. Giá cái này thì shop đang phân phối giá là 1 triệu 700 nghìn anh em nhé, 1 triệu 700 nghìn cho cái Zippo xuất Nhật này. Anh em muốn lấy thì alo nhé. Vâng, kính chào tạm biệt ạ.